Chiều nay 31 tháng 10, một cô gái đến từ Hà Nội đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội kể lại sự việc mình bị shipper cợt nhã, trêu chọc bực tức đến nỗi phải bỏ luôn tô bún không thể ra nhận. Câu chuyện được cô gái đăng tải kèm theo những ảnh màn hình chụp tin nhắn giữa cô và nam shipper hiện đang khiến dân tình xôn xao chú ý. Bài đăng của cô gái trên ảnh chụp màn hình. Theo cô gái kể lại, cô đặt mua một tô bún từ Nguyễn Khánh Toàn về đường Bưởi Hà Nội. Nam shipper gọi điện cho cô để xác nhận, ngay từ cuộc gọi trước tiên này cô gái đã không có thiện cảm với shipper với lý do anh này nói trống không, bất cần đời. Bỏ qua cuộc gọi với ấn tượng đầu không tốt, đến cuộc gọi sau khi shipper mang hàng đến, cô gái sốc tận ớt khi anh trai này gọi mình là em yêu cực vô duyên và cợt nhã. Quá tức giận, cô gái đã quyết định không ra lấy tô bún nữa. Lúc đến ông ấy gọi mình nguyên danh như này, em yêu, xuống lấy hàng cho anh nào. Mình ngơ ngác nhưng vẫn nghĩ thôi nhận hàng cho xong. Tắt máy, chạy xuống đến cửa ông ý lại gọi lần hai, em yêu có ra lấy cho anh không? Anh gọi tôi là em yêu nữa tôi không ra lấy đâu đấy. Thế giờ em yêu có ra lấy nữa không hay bơm hàng? Vì anh nói thế nên tôi không lấy nữa đâu cô gái kể lại trên mạng xã hội. Màn hình ứng dụng cho thấy cô gái mua tô bún với giá 20k, phí ship 14k, được khuyến mại 10k do vậy tổng giá trị đơn hàng phải trả là 24k ảnh, Facebook. Không chỉ tranh cãi gay gắt qua rỉ tai điện thoại, cô gái và nam shipper còn kế tiếp nhắn tin để mắng chửi lẫn nhau. Nam shipper nói cô gái bơm hàng, nghiệp cuộc, đồng thời đe dọa sẽ cho cô sáng nhất Facebook. Ngược lại, cô gái thì tỏ ra bức xúc vì nam shipper rỉ tai với mình quá vô duyên. Câu chuyện trên được đăng tải đã nhanh lẹ khiến dân mạng dành nhiều quan tâm. Đa số đều thay cô gái bức xúc với thái độ thiếu nghiêm túc, vô duyên của nam shipper, cho rằng cô gái còn quá thánh thiện chứ nếu bắt gặp ai khác khó tính hơn chắc chắn shipper này đã được bài học nhớ đời. Bản mờ Ngọc bình luận, shipper gì mà vô duyên khiếp, chẳng quen biết gì cứ em yêu người ta chả quản hốt chạy mất dép. Sợ thế, còn kiểu quấy rối như thế này á. Phải mình cũng buồn, nhỡ bắt gặp nó ngáo đá hay không bình thường nói lại tấn công cho thì tết chỉ tờ. Tờ, anh giết. Hay như anh nợ. Kiên cũng chia sẻ, thế này thì ai trả tức. Cô này bỏ luôn không trả tiền người ta là sai rồi nhưng ông shipper sai nhiều hơn, sai trước. Thái độ thiếu tôn trọng khách hàng có ngày cũng bị dính chưởng. Tuy vậy bên cạnh đó, nhiều người cũng không ưng ý với việc cô gái bỏ luôn tô bún không lấy và không trả tiền cho shipper, đồng thời hiến kế nhiều cách xử lý cao tay hơn. Bạn này đáng lẽ là nên ra tận nơi, ném cho 24k vào mặt rồi nói tiền này tôi trả cho tô bún còn nhân cách của anh không đáng giá một đồng. Chứ không trả tiền cho nó vậy mình cũng sai rồi. Dẫn theo một hai nam đồng nghiệp nữa bạn ơi, xuống dàn mặt cho trận mày trêu gì em tao. Mày thích em yêu không? Là nói quảng hốt ngay. Hiện câu chuyện trên vẫn đang gây xôn xao trên.